Đây là khung cảnh bắn pháo binh trực tiếp ở thành phố Sydney dành cho đài truyền hình. Người ta có cái địa điểm tốt người ta quay đó. Thì bây giờ mình ở nhà mình coi cũng quá tuyệt vời. Mình còn cần bon chen tới trực tiếp cái thành phố vừa nguy hiểm và coi không rõ ràng như bằng ở trên TV này ha. Thì thời gian bao nhiêu năm mình đã coi nhiều quá rồi. Tại giờ tạm thời cũng cũng đó, coi như xong rồi bà con. Rồi. Rồi, chúc mừng năm mới đến với tất cả bà con nha. Ok, rồi chúc mọi sự may mắn trong năm mới đến tới với tất cả bà con.